Hiếu xin chào tất cả các anh em. Thì có rất nhiều các anh em comment và hỏi ý kiến của Hiếu về cách vá lốp ô tô và vào cách vào ô tô nhẹ nhất. Thì cứ bình quân một ngày Hiếu làm xe con này thì nó rơi khoảng tầm 5 xe đến 6 xe, thường nó cứ dao động như thế. Có ngày thì Hiếu làm hẳn hai một xe làm hai quả thôi, thì có một lốp sơ cua. Vì Hiếu đây làm chuyên nghiệp rồi. Thì như lần trước anh em có một đứa em bảo là em vá cái chỗ thủng đấy rồi, nhưng vá hai ba lần nó vẫn bị xì hơi, không biết làm sao. Thì Hiếu đã bàn cho một cách là nếu như anh em chúng ta mà để kiểm tra được một cái lỗ thủng bị cắm đinh, thì thường thường đinh nó không xiên thẳng, có thể xiên chéo, xiên từ bên này thông sang bên này thủng, Hiếu đã dính rồi. Cho nên các anh em phải kiểm tra ở cái điểm đấy cho Hiếu, dùng một cái dây thép buộc ấy, mỏ chúng ta quệt xà phòng vào cái chỗ thủng và chúng ta xe đi xem cái lỗ thủng này nó đi đâu, thì chúng ta vá ở bên trong như thế. Đấy là chuẩn nhất, và đấy cũng là một cái kinh nghiệm của Hiếu muốn truyền đạt đến tất cả các anh em khi vá những dòng lốp ô tô như này. Và đây là miếng vá, đây là một cái miếng thủng, đây là miếng thủng của Hiếu đã kiểm tra và anh bảo là không phải là đinh cắm, anh đây chỉ chém vào đá thôi. Thì cái việc chém đá thì nó có một vệt rách rất là dài, thì anh em chúng ta phải lựa chọn xem chúng ta phá cái miếng vá nào cho nó phù hợp. Rồi, miếng rách to thì anh em chúng ta phải dùng miếng vá to như là, đúng không anh em? Còn miếng rách nhỏ thì anh em chúng ta sẽ vá cái miếng nhỏ thôi. Đây, nhỏ chỉ tầm xíu xíu như thế này thôi. Đấy. Thì có mấy đứa bạn của Hiếu cũng gọi điện bảo tại sao mà bạn vá lốp có ăn, tôi vá lốp thì có cái ăn có cái không. Thì đây cũng là một cái điều đặc biệt nhất để Hiếu muốn chia sẻ cho anh em. Để vá được cái miếng vá của chúng ta 10 miếng như 10 hay 100 miếng như 100, thì các anh em khi chúng ta đánh máy rồi, khi chúng ta cầm cái máy này đánh nhá, chúng ta đánh tròn và chảy hết cái đấy đi, rồi chúng ta sẽ phải lấy một miếng giấy ráp bằng tay, chúng ta chà nó đi, anh em chúng ta chà đi để cho nó bật các cái lông mà khi chúng ta đánh máy mà nó không sạch, chúng ta chà đi, rồi chúng ta bôi một lớp cao khô. Thì đấy là 10 miếng như 10 ăn hết anh em nha, và rất là chuẩn luôn, không bị xì hơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác làm cái lốp này nhé. Đầu tiên anh em chúng ta xác định đây là lỗ thủng của nó, và anh em chúng ta phải cầm một cái thìa khóa có hai cái cạnh như này, chúng ta sẽ cài vào cái mép lốp này để anh em chúng ta có thể vá và thao tác nó dễ hơn. Đây, đây là miếng thủng của nó rất là dài, đúng không anh em? Thì chúng ta bây giờ phải đánh. Như các em nhìn thấy đây, đây là miếng thủng của nó, lỗ thủng rất dài. Thì Hiếu đã đánh rồi, thì các lườn vởn của cao su nó vẫn bám, đúng không? Nó vẫn bám trên cái bề mặt như thế, thì nó làm cho khi anh em chúng ta phủi như này đi, nó sẽ không bao giờ sạch hoặc xịt đi. Thì nó dẫn, khi anh em chúng ta bôi keo đi thì nó sẽ lởn vởn ở trên này. Thì theo Hiếu nghĩ là các anh em tìm cái miếng giấy ráp này thì rất là đơn giản, nó không khó với các anh em. Thì các anh em sẽ phải chà bằng tay như thế này đi. Rồi, anh em chúng ta sẽ chà đi, chà hết cái vệt lởn vởn này đi. Rồi, anh em chúng ta đánh máy rồi thì lại dùng bằng cái tay này chúng ta chà đi cho nó ok các anh em nha. Anh em chà lúc nào cảm thấy nó mịn màng mà nó không có cái vật bám cản lại thì là ok. Như các anh em nhìn thấy là Hiếu đánh nó đi rất là sạch bóng, đúng không? Thì bây giờ anh em chúng ta chỉ cần bôi keo đều là ok nhé. Chúng ta bôi keo đều là ok. Anh em chúng ta bôi lớp keo mỏng vào đây. Cái miếng thủng to như thế này
thì nó há mồm nó ra như thế này này, các anh em nhìn này. Thì anh em chúng ta phải cho cao su lon nhét vào đấy để tránh tình trạng khi ô tô của chúng ta đi đá con nó nhét vào nó lại làm cho hỏng cái miếng vải của chúng ta đi, phá miếng vải của chúng ta đi nha. Sau khi keo nó khô thì anh em chúng ta sẽ dàn miếng vá lại nha. Anh em chúng ta phải lấy miếng vá to kích cỡ thì vá nó mới ok nha. Anh em chúng ta lấy miếng vá nhỏ quá thì nó sẽ không bê, nó không tốt. Đấy, chúng ta phải dùng bằng vá to thì cái chỗ rạch to này nó mới ok được. Anh em chúng ta sẽ lấy cái búa chuyên dụng để chúng ta đóng vào đây để cho nó chặt nhé. Sau khi anh em chúng ta đã đóng chặt rồi thì anh em chúng ta sẽ xử lý cái bên kia nha. Đây là lớp bong của nó, chúng ta sẽ xử lý bên này. Như các anh em nhìn thấy đây thì cái vết thủng này nó rách rất là to đúng không? Thì anh em chúng ta sẽ phải lấy một cái bột cao su. Anh em chúng ta bốc cái cao su như này này, cao su lon này. Đấy, cao su lon. Rồi anh em chúng ta sẽ bóp cái này vào này. Anh em chúng ta dịt vào đây. Đấy, rồi chúng ta sẽ cho keo vào. Rồi như vậy là ok các anh em nha. Rồi. Để nó chống đất đá nhét vào thôi. Như vậy là anh em chúng ta đã vào xong một quả lốp rồi. Việc đầu tiên anh em chúng ta sẽ cho lốp lên mâm của nó này, chúng ta đút này nhá. Đấy. Anh em chúng ta chỉnh cái mỏ vịt này nó ôm sát vào đây đúng không? Rồi anh em chúng ta ráp vào thôi, rất là đơn giản luôn. Đây này các anh em nhìn đấy. Máy làm hết, tay anh em chúng ta chả phải làm cái gì cả. Bây giờ anh em chúng ta sẽ ép lốp cái bên trên này vào là ok nhá. Nó quay như này này. Như vậy là Hiếu còn quay là còn gần vào được hết lốp luôn. Cái quan trọng nhất là anh em chúng ta phải ép cái mép lốp này, cả mép dưới này. Chúng ta lấy tay ép vào thì rất là đơn giản luôn anh em nha. Xong. Đây là ra. Là lốp. Quan trọng nhất là anh em chúng ta phải ép cái mép này. Đợi. Anh em chúng ta ép cái mép lốp này để cho nó gọn vào. Là ok các anh em nha.